Thưa quý vị và các bạn, bác sĩ chỉ cần nhấp chuột trên phần mềm là sẽ có đầy đủ thông tin liên quan đến sức khỏe, tiền sử bệnh của người bệnh. Trên ứng dụng VNEID, người bệnh có thể theo dõi thông tin sức khỏe của mình cũng như các chế độ thanh toán. Đây là những tiện ích mà hồ sơ sức khỏe điện tử mang lại, nhận được phản hồi tích cực của người dân vùng cao Lào Cai. Bị tiểu đường đã 8 năm, đều đặn mỗi tháng, anh Trần Quang Khánh đến bệnh viện để tái khám và lấy thuốc điều trị. Mỗi lần đi đều phải mang theo nhiều giấy tờ. Tuy nhiên, từ năm 2022, mọi thông tin về lịch khám, kết quả khám bệnh đều được tích hợp trên sổ sức khỏe điện tử VNEID, tạo thuận lợi cho bác sĩ điều trị và bản thân anh. Sau khi mà vào viện như nào, tình trạng sức khỏe vào viện như nào thì nó cũng thể hiện trong đó. Thế và mình ra viện như nào, ngay kể cả cái việc công khai về cái việc thanh toán viện phí, thế và kể cả đối với cái thanh toán chế độ bảo hiểm thì nó cũng thể hiện rất rõ đấy. Đang trong giai đoạn thai kỳ, thực hiện các bước khám theo khuyến cáo, nhờ có hồ sơ sức khỏe được cập nhật trên VNEID, chị Hoàng Thị Thúy Quỳnh dễ dàng theo dõi tình trạng sức khỏe, sự phát triển của thai nhi và lịch khám của mình. Cảm thấy là rất là tiện lợi mà cũng phù hợp với cái chủ trương chuyển đổi số ấy của nước mình, thì cũng thấy phù hợp mà rất tiện lợi. Có thể là thay thế luôn cả cái quyển sổ mà giấy mình cầm, rất tiện lợi. Nhiều khi mình đi ra ngoài có thể mình quên quyển sổ đấy, nhưng mà điện thoại thì lúc nào mình là vật bất ly thân rồi, thì mình chỉ cần tra cứu trên điện thoại thôi. Tính đến hết tháng 9, trên phần mềm hồ sơ sức khỏe điện tử của tỉnh, gần 762.000 người dân có hồ sơ sức khỏe điện tử, chiếm 96,48%. Trên lĩnh vực y tế, thông qua kết nối liên thông dữ liệu sức khỏe người dân trên ứng dụng VNEID, việc đăng ký, đặt lịch khám bệnh, theo dõi hồ sơ khám, hồ sơ bệnh án, quyền lợi bảo hiểm của người bệnh đang mang lại những tiện ích vượt trội. Và trong cái thời gian tới thì chúng tôi cũng vẫn tiếp tục để mà quyết liệt triển khai trong cái việc mà xây dựng một cái hệ số nền tảng các cái thông tin y tế để chúng tôi có thể đẩy thêm, làm giàu thêm cái nguồn dữ liệu cho ngành y tế về công tác quản lý cũng như là phục vụ cho công tác mà ra các cái quyết định xây dựng các cái chính sách nó phù hợp với cái địa phương. Hồ sơ sức khỏe là tài liệu y tế ghi lại quá trình chăm sóc sức khỏe của một người. Việc xây dựng hệ thống hồ sơ sức khỏe điện tử không chỉ mang lại tiện ích cho người dân mà còn hỗ trợ đắc lực cho các y bác sĩ trong công tác điều trị, xây dựng nền y tế chuyên nghiệp hiện đại.